Giờ thì thầy cập nhật cái điểm bài quiz lên nghe nha. Tại vì hôm trước các bạn nói các bạn chụp hình lên mà thầy chưa kịp làm nữa. Dành khoảng cỡ vài phút để thầy cập nhật lên cái. Thầy ơi, thầy mở lại giùm em quyết 6 để em làm được thầy. Em quên làm. Rồi, ok, quyết 6 phải không? Rồi cô làm liền luôn đi em. Gì trời. Hôm trước cô cũng có một vài bạn cập nhật vậy ta. Kỳ vậy. Rồi quá nhiều bạn không làm luôn là sao ta?
Có một số bạn như chưa vô phải không? Hữu Trí. Hữu Trí sao điểm danh hai lần dữ vậy? Rồi các bạn làm bài lab có bị khó khăn gì không các bạn? Làm bài lab, làm bài assignment 2. Để thầy có assignment 2 có cái update với cái delete đó này. À. Rồi cái notify này sao nó cứ mở hoài ta? Turn off.
Bị quên, nãy giờ nhảy hoài luôn. Đây bình thường mình cho con up hay là nó off rồi mà sao này không off được gì hết trơn. Rồi kệ nó đi, thì tí nữa tính. Hai không một hai. Và con 108 cái bài select into, cái này select into là tạo ra một cái bảng mới nè, select cột gì nè, cái này là mình đã ok chưa? Mình sẽ ví dụ một vài cái câu lệnh liên quan đến phần này. Tạo ra một bảng mới, ví dụ như là mình select cột gì rồi đưa ra một bảng mới, thì ở cái phía dưới này á là nó luật là select bình thường, mình chỉ chèn cái select into vô thôi, chèn cái into vô để nó ra một bảng mới thôi. Còn cái phần mà from hoặc where, replay, win hoặc là order by, mấy cái này là nó là một cái lệnh select bình thường, nó chỉ có khác biệt ở chỗ là bạn thêm vô cái into đó, nó khác ở chỗ đó thôi. Này thì ở đây ví dụ như là select cái gì ha, select into nhân viên, test from nhân viên, là tất cả những cái nhân viên từ cái bảng nhân viên. Bây giờ mình sẽ test thử cái phần là select into đó. Các bạn có biết chỗ nào để tắt cái này không? Bình thường vô tắt này nhanh lắm mà, vô cái tên off liền mà sao đợt này nó bị gì đó, nó tắt luôn cái tên off của thầy luôn. Nè, bình thường vô đây mình chọn tên off cái là ok nè. Em chưa lên Win 11 thì cũng chưa biết thầy, mới quá. Hồi hôm nay Win 11 nó vậy thầy ơi. Dạ. Yeah. Hồi tối hoặc là thầy vô control panel thì tắt luôn cái Windows Security đi. Tắt luôn là nguy hiểm lắm. Tại vì hồi tối thầy chạy lại luôn á, reset luôn á. Mà sao nó reset phát nó lên Win 11 luôn. Nó không cho mình reset về Win 10 ta. Nè, ví dụ như vô đây nè. Restore đó. Đây recovery nè,
Cái này chắc phải xóa luôn cái Win 11 rồi cài lại Win 10 thầy. Đây nè. Cái này là chỉ có cài lại Win thôi thầy ơi. Chứ như thầy thì... Tự động cộng đặt lên này. Cái này là Win 10 bản quyền. Nó có cái bản recovery của thầy rồi. Xong rồi cái thầy reset là về là xóa hết lỗ DC luôn á. Sao là quay lên lại rồi nó cũng lên được cái Win 11 không hiểu luôn. Nó quay tự động cập nhật cái thầy ạ. Ừ, nó tự động luôn, nó không lên Win 10 nữa luôn. Hôm bữa máy em cũng bị như vậy à. Rồi làm sao? Xong rồi là phải để thầy xài luôn chứ sao rồi. Ừ. Không thì phải gọi là phải reset tất cả các mô đâm xong rồi là cài lại bản cũ, cài lại bản 10 cũ mới được. Ừ. À chứ giờ update lên là nó dính Win 11 luôn hả? Vâng, nó bị dớp là nó cứ để đấy. Ừ. Nó cứ nhớ là máy mình cài Win 11 rồi nó cứ lên Win 11 không mà ngộ thì cái recovery đó là mình mua máy lúc đó là Win 10. Hiểu sao nó cứ lên Win 11. Rồi, một cái ví dụ tiếp theo, viết câu lệnh tạo ra một bản mới có tên là dự án 2016, lấy bản dự án có kết thúc năm 2016. Ok, tí nữa mình sẽ ví dụ trong cơ sở dữ liệu của mình. Insert into, update và delete. Insert into là mình mới làm thêm. Update là cập nhật sửa đổi dữ liệu. Delete là xóa dữ liệu trong bản. Hôm trước là mình có gì? Xóa database là dùng gì các bạn? Dùng gì? Drop thầy. À, drop. Rồi ok. À, mình cập nhật database. Như vậy trong đó nó có cái cập nhật bản. Cụ thể là cập nhật bản đúng không? Cập nhật bản thì mình sẽ có after. Rồi xóa bản thì có drop. Rồi, tương tự như vậy. Chúng ta sẽ xóa dòng, xóa cột chứ, xóa cột là cũng drop. Như vậy thì bây giờ đến xóa dữ liệu là xóa record là xóa dòng nè, thì dùng delete. Đó, nó khác nhau ở chỗ đó thôi. Xóa cột thì chúng ta dùng drop, mà xóa dòng thì chúng ta dùng delete. Nó khác nhau ở chỗ đó. Rồi làm thế nào để thêm dữ liệu vào bảng là update á. Thêm dữ liệu là khi nào mình add vào hoặc là mình dùng cái update để mình sửa đổi dữ liệu của một trường nào đó. Ví dụ như là các bạn có một trường là tuổi, một cái field là tuổi. Như vậy lúc đầu là các bạn nhập năm sinh, nhưng mà sau khi nhập năm sinh xong thì nó tự sinh ra tuổi. Vậy lúc này các bạn có thể là sử dụng cái update. Insert into, cái này mình làm rồi đúng không? Mình quen rồi, chèn dữ liệu vào bảng. À, với cái danh sách của các cột, hôm trước thầy có hỏi một số bạn á, khi mà thầy chấm bài thì hỏi là nếu như mà nó có 3 field, ví dụ như là mã số rồi đến tên, hôm trước thầy hỏi là văn phòng đó, mã văn phòng, tên văn phòng và địa điểm. Giả sử không có tên văn phòng thì mình làm thế nào? Đó, tên văn phòng mình làm thế nào thì có bạn là ghi là mã số xong rồi khoảng trắng, tức là nháy là có dữ liệu nhưng mà luôn. Rồi tiếp theo nữa là địa điểm, nhưng mà đó là một cách. Còn một cách khác mình làm đơn giản hơn là danh sách các cái cột mình muốn, và dưới này là danh sách các giá trị, thì cứ tương ứng với lại cột này thì nó đưa giá trị vô rất là dễ. Nó là insert into, cái này mình đã làm rồi. Rồi nó có một cái đặc biệt nữa là cái insert into là lấy dữ liệu từ bảng khác. Insert into vào nhân viên và lấy dữ liệu từ bảng nhân viên. Để coi thử là nó chạy chưa đây.
cái win ngoài cài lại mà win trong nó ảnh hưởng gì đâu ta? Tiếp câu là nhập dữ liệu vào cho bảng nhân viên. Như vậy cái này là insert into thôi, này chúng ta đã xài rồi. Rồi tiếp theo, làm thế nào để thay đổi dữ liệu của một hàng đã có trong bảng? Ví dụ như là thay đổi bảng rồi gì đó thì chúng ta dùng lệnh after, còn thay đổi dữ liệu thì là dùng dùng cái lệnh update. Nó phân biệt giữa dòng và cột. Nếu mà thay đổi cột thì chúng ta dùng lệnh after, còn nếu mà thay đổi dữ liệu của dòng là record thì chúng ta sẽ dùng lệnh update delete để thao tác trên dòng. Update cái gì? Đó, update cái gì? Như vậy ở chỗ này nó sẽ chọn cột 1 biểu thức, cột 2 biểu thức. Update cái gì? Giống như hồi nãy thầy nói đó. Ví dụ như update cái cột tuổi là bằng năm hiện tại trừ cho năm sinh thì nó ra cột tuổi. Như vậy mình sẽ update cột tuổi sẽ bằng cái công thức là năm hiện tại trừ năm sinh. Đó, thì mình update cột tuổi, hoặc là update cột lương. Ví dụ như là lương của những bạn mà được nâng lương thì trước đây hệ số của người ta là hệ số bậc 3, bây giờ người ta được nâng lên bậc 4 thì với cái điều kiện thì những bạn được nâng lương thì được update, ví dụ như thế. Update nhân viên với lương bằng lương tăng 10% với những người mà có mã phòng ban ở phòng thiết kế thôi. Đó, mã phòng ban ở phòng thiết kế thôi, còn những người ở phòng khác thì không có. Như vậy khi mà mình đọc câu lệnh như thế này nè, mình sẽ hiểu ở chỗ này trước. Select mã phòng ban from phòng ban where tên phòng ban line thiết kế, có nghĩa rằng là tất cả những người mà ở phòng thiết kế, khi mà mình select ra thì nó ra cho mình một danh sách các mã phòng ban, và những ai mà có cái mã phòng ban mà thuộc cái này thì update, còn không thì thôi. Đó, như vậy mình dùng hai câu lệnh lòng. Làm thế nào để xóa thì chọn delete thôi. Delete ở đâu, với điều kiện gì là xóa dòng. Rồi ok, đợi nó chạy xong chúng ta. Ủa, vụ gì đây? Sao liên quan đến win ảo mà cũng phức tạp thế? Còn ra để nó nhìn gì?
Mấy bạn nào làm rồi demo giúp thầy cái đi. Máy đang bị trục trặc rồi. Huy demo giúp thầy cái đó Huy. Lấy cái bài assignment ra làm luôn đi em. Lấy cái bài assignment ra demo cái chỗ là update delete á. Làm chưa Huy? Hello Huy ơi. Bữa Huy sáng nay có học không vậy? Dạ thầy. Ừ. Mình có Huy xuống 10 vắng thầy. Đúng rồi. Dạ dạ có em thầy. Ừ, em làm mấy cái bài trong assignment chưa? Dạ em làm rồi thầy. Ừ, vậy em lấy ra em demo luôn giúp thầy cái. Thầy dạ do dạ. Dạ do cái hàm update với hàm delete thì do em chưa lúc trước em học mà em phải mở cái chấp nhận cái update với delete trong setting thầy mà em quên mở cách mở thầy. Thì mình chưa chạy được hàm update với delete thầy. À. Tại cho phép trong cái máy SQL và em quên cách setting rồi thầy. Ừ. Dạ dạ. Cái máy của thầy nó đang bị vấn đề đây. À, xem mình bán thầy. Ừ. Yeah.
Có lên à, rồi ok. Dạ. Rồi làm tạo cái select rồi tạo một cái bảng mới đi. Ví dụ cái phần đó thì tạo new một cái SQL khác đi. Trong dạ, cái để câu mở lại cái dữ liệu của thầy gửi á. Ừ rồi ok. Ở đây thầy ừ. Em tôi góp lại cái này là dữ liệu thầy gửi. Đây rồi, đây đây là bản của thầy gửi trước này ừ. Rồi em tạo lại cái mới. Cái này là để em input dữ liệu vào thầy. Ừ. Được rồi. Sau khi mình tạo dữ liệu bảng với là input dữ liệu vào thì sẽ thấy được bảng và dữ liệu. Ừ. Rồi mình sẽ tạo ra một cái bảng mới đi. Lấy từ loại sách rồi mình lấy một loại nào đó thôi. Em coi thử loại sách nó có gì đâu đó. Loại sách hả thầy? Ừ, đây. Bây giờ em coi trước cái loại sách đi. Dạ em rồi. Coi trước cái loại sách nó có cái gì. Loại sách là có mã sách, tên sách và không, số mở lượng. Ra, mở loại sách ra đi. Dạ mở dữ liệu. Ừ, đúng rồi. Rồi, loại sách thì mình có đồ họa server. À, mình mở cái bảng sách đi. Sách nó dễ dễ làm hơn, dễ hiểu hơn. Rồi sách, trong đó nó có rất là nhiều loại sách nè. Mấy bạn chú ý nè. Giả sử như mình lấy loại sách nó có, em sắp xếp theo cái cột mã mã sách đi. Sắp xếp theo cái sắp cột mã sách. Bấm 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 vô cái cột mã sách ở phía dưới nè. Rồi. Rồi. Rồi, ok, có cái gì giống nhau không? Nhìn coi có cái gì. À mã loại chứ, mã loại, sorry. Mã loại. Rồi IT 2 cuốn. Rồi ok IT đi. Mình sẽ select select sao từ sách. Tạo ra cái query mới. Đúng rồi, view data trước đi. Select sao từ sách. Dạ. Select sao à muốn chèn bảng mới thì mình sẽ chọn là into, select sao into, mình tạo bảng mới có tên là sách IT, select sao into rồi sách IT from sách where ờ gì cũng được rồi tới cho mình chạy tiếp. Into sách sách IT from sách cái này được from từ đổ dữ liệu từ bản sách qua sách IT bản này đúng nhưng rồi. Mà em dùng không à nó ra lỗi là sách IT. Chỗ đó em cách ra thử coi, có nhiều khi SQL nó lại không
cái chỗ mà select sao á, select sao không select sao cái cách ra rồi into. Cũng lỗi luôn hả? Dạ. Cái gì trời? Cái này em cũng giống như cái update với delete này, phải lúc trước em học là phải mở cái setting để cho nó cho phép để mình update delete là Quang ý là cái máy của thầy bên này nè, máy ảo nè. Mình nghe. Không phải. Đợi tí thì chạy vô cái máy của thầy demo cho, không biết bên em nó bị gì ta. Dạ. Rồi. Sorry, sáng nay bị sự cố máy ảo. Chạy vòng vòng rồi. Giờ mới vô được đây.
Vậy em tắt xe nha thầy. Rồi ok. Dạ. Rồi ok. Mình sửa lại tí xíu. Rồi giả sử chúng ta prop cái table này đi. Sau đó thì chúng ta sẽ, tại vì trong MySQL mấy lần trước là thầy dạy trên SQL Server luôn. Đợt này là yêu cầu đổi lại MySQL cho nên nó có một chút vấn đề. Chúng ta sử dụng cái lệnh mà giống như là chúng ta nói lúc nãy là chúng ta sẽ select sao into sách new ví dụ vậy, hoặc là sách IT, rồi from sách đó. Nếu mà trong SQL Server thì mình làm cái lệnh này nó rất là đơn giản, nhưng mà đối với lại MySQL thì chúng ta đổi lại tí xíu là tạo một table mới bằng cách lấy dữ liệu từ table đã có với cái mã loại bằng IT. Được chưa? Như vậy ở trong này nó chưa có cái sách. Bây giờ chúng ta sẽ chạy cái lệnh này. Đây nó tạo ra cái sách mới nè. Rồi sách mới của mình chỉ có sách IT thôi. Đó, mình muốn loại nào thì mình chọn cái loại đó. Mình đưa vào.
hoặc là mình chọn theo giá, hoặc là mình chọn theo nhà xuất bản, vân vân. Mình có thể chọn mấy cái đó. Đó là select ha. Bây giờ mình sẽ thêm một cái trường vào cho sách. Ví dụ như mình cập nhật trường, lương nhân viên, thẻ nhân viên. Thẻ nhân viên của mình. Chỗ này có mã số, số điện thoại. Rồi, mình sẽ cập nhật cái đồ họa. Ví dụ đồ họa. Mình sẽ cập nhật thành sách đồ họa chẳng hạn. Ví dụ bây giờ cái DH này nè, mã loại là DH. Mình sẽ cập nhật những cái cuốn nào là DH thì thành đồ họa 2, ví dụ vậy. Thì chúng ta sẽ gọi là cập nhật. Như vậy thì ở chỗ này chúng ta sẽ sử dụng một cái lệnh là update. Update cái gì? Điều kiện như thế nào? Đó, như vậy ở đây chúng ta sẽ sử dụng lệnh update. Đâu rồi? À, cái này là mình đã ví dụ rồi đúng không? Qua đến đây update và delete nè. Insert into là biết rồi. Update. Update bản nào? Với cái cột gì? Biểu thức ra sao? Điều kiện là gì? Update. Chúng ta hồi nãy là chúng ta nói đến bản loại sách. Update bản loại sách. Rồi chúng ta sẽ set ha. Update bản loại sách. Rồi chúng ta sẽ set cái cột gì? Ví dụ như chúng ta set cái cột mà chúng ta đang thấy là tên loại. Tên loại đúng không? Ủa sao nó không có tên loại? Set cột biểu thức tên bản, cột biểu thức điều kiện. Trong này không có đồ họa 2. Không phải. Đồ họa 2 có một dòng đồ họa 2 đã được cập nhật, được chưa? Như vậy cái lệnh update của mình, update cái gì, điều kiện là gì? Như vậy trong assignment của mình thì nó có cái phần update nào không? Trong assignment dạ của mình có thầy. Có ba thể ý, ba ba câu từ 6.9 đến 6.12 này.
Ủa nãy giờ không nghe thầy luôn hả? Thầy bị ao thầy. Dạ bị thoát ra thầy. Ủa vậy hồi nãy giờ lên nghe đến chỗ đoạn nào vậy? Chết. Nãy thầy giờ thầy mới nghe. Hỏi thầy mới hỏi tới assignment là có bao nhiêu cái update với lại đi đất thầy. Nói chừng đó là thầy bị ao thầy. Ôi giời ơi. Thầy không nghe đứa nào nói hết trơn, thầy mới quay lại, thầy thấy nó ao, nó hỏi là có quay vô lại hay là thoát luôn. Ôi giời, trên Zalo mấy đứa có nhắn gì không? Nó nhắn em là thầy bị hả? Dạ, dạ không, anh tưởng máy thầy có vấn đề nên là thầy tự vào. Trời ơi, thầy giảng cho đã đời rồi, thầy kêu ờ hiểu không, thì giảng cả buổi chỗ này nè, thiệt tình luôn á chứ. Rồi nói lại nè. Dạ. Vậy nãy giờ cái vụ mà năm 2017 này cũng không biết luôn hả? Không nghe không thấy gì hết luôn à? Dạ không thầy ơi. Trời đất ơi, nhức đầu quá. Dạ ok. Bây giờ nè, trước tiên là mình sẽ kiểm tra thử là cái sách new của mình nó có gì. Như vậy là dữ liệu của sách new với lại sách là giống nhau. Được chưa? Thầy xem màn hình lên thầy á, thầy em chưa thấy. Là thầy ví dụ thôi, cho nên là thầy làm trên một cái table riêng. Còn nếu như mà các bạn biết sao mà thầy làm trên table riêng không? Tại vì nếu như mà thầy làm trên table sách á thì nó không có dữ liệu để mình so sánh. Hiểu chưa? Cho nên là thầy làm trên table riêng để tí nữa mình so sánh giữa hai cái table mình mới thấy được dữ liệu nó khác nhau. Thì thầy làm cái chỗ mà tạo ra table sách mới từ table sách này, cái này là đã hiểu rồi đúng không? Dạ. Yeah. Rồi. Như vậy mình có dữ liệu sách mới nè. Bây giờ mình kiểm tra là mình select sao from sách new với điều kiện là năm nhỏ hơn 2017. Cái này thì mình thấy được không? Đây có 3 cuốn nè. 4 cuốn nè. Bây giờ bắt đầu mình mới dùng lệnh update để mình thực hiện. Cái câu lệnh 11 12 đó ok không? Dòng 11 12 đó. Dạ được thầy ơi. Rồi, đến phần câu lệnh update nha. Chúng ta sẽ update bản sách set giá bằng giá nhân máy, giảm 30% là giá nhân máy. 0.3 này. 0.7. 0.3 này. Giảm 30. 30 à. Giảm 30 thì còn 0.7. Giảm 30 thôi chứ. 100.000 giảm 30% là giảm 30.000, còn phải trả 70 chứ. Như vậy nhân 0.7 đúng không? Đúng rồi. Yeah. Rồi thử chạy coi. Rồi bây giờ mình sẽ coi lại hồi nãy mình quên capture ra ta. Nè, để mình capture ra nha. Capture ra. Đây, số nó là 4, 13, 27, 11. Cũng dễ nhớ đúng không? 40, 13, 27, 11. 40, 13, 27, 11. À, mình quên có cái điều kiện rồi. Điều kiện. Xem lại. Rồi, chưa cập nhật luôn. Nó không báo lỗi gì hết mà sao nó chưa cập nhật ta? Update set new. Dạ. Cái đó chỉnh ở trong trong cái setting của cái MySQL đó thầy. Ừ. Hôm bữa em cũng bị lỗi đó. Ok. Ừ.
MySQL. Cái này là chỉnh step update thầy. Ừ, nó chỉ dạ cho phép update dev đó thầy. Ừ. Nó chỉ có bị ở cái phần MySQL thôi chứ còn SQL server thì nó lại không bị. Rồi, bạn nào chỉnh chia sẻ đi, chỉnh luôn đi. Lấy điểm cộng cho các bạn luôn. Bạn nào mắc cái lỗi đó rồi chỉnh chỉnh lại chỉ cái chỗ chỉnh thầy, đi. Thầy ghi câu lệnh này vào là cho phép update tạm thời là mình chạy được thầy. Ừ. Ghi trước trước cái câu lệnh update là chạy được thầy. Bạn nào muốn lấy điểm cộng không? Rồi các bạn làm lại mấy câu đó thử coi. Thầy cho em xin chấm lại mấy bài cũ, hôm em bị trễ thôi. Ok. Rồi các bạn thực hành lại mấy câu select rồi nó đi. Chạy được chưa mấy em?
Huy đưa mấy cái câu Huy làm lên đó hả, đọc bài đó, hả Huy? Dạ yeah, dạ yeah. Ok. Tại vì cái SQL á, MySQL là nó có cái chế độ giống như là bảo mật á, an toàn, thiết lập chế độ an toàn cho MySQL. Cho nên nếu mà các bạn cần thì các bạn sẽ thiết lập lại trong edit nè, Referency, trong cái phần editor cho phép nè, set update, reset update, delete. Như vậy cái set update này là cập nhật an toàn, cho nên chúng ta bỏ cái này đi. Ok. Đó, chúng ta chạy lại chỗ này. Chúng ta sẽ select dữ liệu của mình là 28, select update from sách, drop dữ liệu cũ đã ha,
Drop dữ liệu cũ vào bảng mới. Rồi ok, 40 13 27 11. Bảy phần trăm khó, bây giờ mình lấy 9, tức là giảm 10% là giảm 40, đúng không? Giảm 40.000 đi cho nó dễ thấy. 40 13 27 11. Bốn mươi giảm 40.000 là còn 360 nữa. Đó, mình làm vậy nó dễ thấy. Được không? Thầy làm lại cái đó em chưa kịp nhìn. Cái nào? Cái edit cho thầy ạ. Edit hả? Edit nè. Referency. Rồi, SQL Editor. Kịp không? Vậy đang coi này. Rồi, xuống dưới cuối cùng nè. Bỏ cái này đi, Shape Update. Tức là cập nhật an toàn á, thì MySQL nó set chế độ là cập nhật an toàn, cho nên là mình cập nhật vô nó báo lỗi, nó không cho cập nhật. Tức là lỗi thì nó cũng không báo, nhưng mà nó chỉ báo là cái này chế độ cập nhật an toàn, nó không cho mình cập nhật lên. Còn làm giống như Huy lúc nãy, tức là ngay tại vị trí đó thì mình set là chế độ cập nhật an toàn là bằng 0, tức là không có an toàn thì mình cập nhật được, nhưng mà sau đó nếu mà mình không dùng cái lệnh đó thì nó quay trở lại trạng thái bình thường. Vậy đó cũng là một cách, đúng không? Ví dụ cách này là mở cổng hoàn toàn, bất kỳ lúc nào cũng update được. Còn nếu như mà làm theo cách của Huy thì cũng ok, nếu mà làm theo cách của Huy thì cũng rất là tốt. Rồi tại thời điểm update thì mở cơ sở dữ liệu ra, đặt cái chế độ là Shape Update là bằng 0, tức là tắt chế độ update an toàn đi thì cập nhật được, nhưng ở những lệnh update sau thì vẫn quay trở lại chế độ an toàn. Nếu muốn thì lại thêm câu lệnh này vào. Như vậy đây cũng là một cách hay của cái MySQL để nó đảm bảo dữ liệu là không có bị ảnh hưởng, không bị tác động ở bên ngoài. Như vậy tùy theo cái nhu cầu các bạn sử dụng mà các bạn chọn cách nào, đó là tùy mình. Được không? Ok thầy ơi. Rồi ok ha. Như vậy những cái câu lệnh từ hồi nãy mình nói là từ 10 đúng không? 8, 9, 10, 11 lập danh sách phiếu mượn. Quá hạn chưa trả gồm các thông tin. Cái này là select thôi. Chỉ có 9, 10 thôi chứ mấy. Này lập danh sách các phiếu mượn quá 12 hạn. Nữa thầy. 12 nữa thầy. Câu lệnh cập nhật lại số lượng bản sao tăng lên 5 đơn vị đối với các đầu sách có lượt mượn lớn hơn 10. Nếu mà mình biết cách rồi thì nó cũng đơn giản đúng không? Như vậy thì trong cái SQL các bạn sẽ nhớ nè, mình có thứ nhất là database nè, có thứ hai là table nè, có thứ ba là field nè, cái thứ tư là record nè. Đó là bốn cái mà mình sẽ thao tác với nó. Ví dụ như tạo table thì chúng ta create database, xóa xin lỗi, tạo database thì create database, xóa thì chọn drop database, tạo table thì create table, xóa thì drop table. Được chưa? Còn sửa đổi thì after. Rồi gì nữa nào? Đến fill và đến record thì nó thay đổi tí xíu là update và delete. Đó, các bạn nhớ cơ bản mấy cái đó là về thao tác. Rồi các câu lệnh mà liên quan đến việc là thao tác trên cơ sở dữ liệu là lựa chọn, là select, rồi insert into, rồi update,
delete đó là những cái mà liên quan đến dữ liệu ở bên trong. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem dữ liệu của chúng ta nó có một số các thao tác trên cái bản sách nó có cái gì để chúng ta có thể so sánh được trên những bản sách này đây. Ví dụ sách của mình, sách của mình thì có mã loại, nó có cái nào cùng mã loại nữa không? Có mỗi IT à? Bây giờ mình sẽ cập nhật làm sao cho một vài cái nó cùng mã loại đi, cùng mã loại, để tí nữa mình sẽ thử bằng cách là đếm số bản sao của các mã loại giống nhau, số bản sao của các mã loại giống nhau. Như vậy mình sẽ sử dụng là group by tính theo tên, theo mã loại gì đó, nên mình sử dụng cái chức năng group by. Order by là cái gì mấy bạn? Sắp xếp thầy. Đúng rồi, order by là sắp xếp. Bây giờ giả sử như ở chỗ này, from set new, chúng ta sẽ sử dụng cái một là group by, hai là order by để chúng ta sắp xếp cái bảng của chúng ta. Đâu rồi, where, nãy nó có một cái mà đầy đủ luôn không? Đây, order by, order by với điều kiện là gì? Đó, order by với điều kiện là gì? Điều kiện ví dụ như mình sắp xếp theo số bản sao đi, thì mình sắp sao đây? Số bản sao. Nghĩa là làm được chỗ này, sắp xếp số bản sao tăng dần hoặc giảm dần, order by, thử coi nè, làm hết mấy câu assignment trước đi, nộp lên đây để sao? Sao số bản sao, sao lại làm giờ làm số bản sao tăng dần bản này. Ừ, dạ dạ.
Tăng dần hoặc giảm dần nha. Dạ em chấm bài là chấm ở trong đây luôn hay là qua link khác thầy gửi thầy? Chắc chấm link khác đi, đợi đi. Dạ, tại vì em còn thiếu cái giai đoạn 1 này. Ừ. Rồi bạn nào mới vô mà còn thiếu điểm danh lại nè, bởi vì lúc nãy mà thầy ao một cái là nó để thầy show cái bảng điểm danh lên cho mấy bạn xem nè. Lớp mình là rụng rụng khủng luôn, không thể tưởng được. Mấy môn khác mới có rụng về không ta? Rụng tiếp không? Những môn đang học cùng các bạn này có rụng tiếp như vậy không? Bây giờ là thấy nguy cơ rụng nữa nè. Bảo Hằng với Chí Vinh này chắc rụng luôn rồi đâu quá. Đúng không? Còn hai bạn Quốc Đạt, Thiên với Nghĩa này vô chưa? Chưa luôn hả? Các bạn có thấy màn hình thầy sao không vậy? Dạ thấy thầy ơi. Ừ. Đây là mấy bạn này là nghỉ luôn rồi không nói nè. Mấy bạn mà 9 buổi này thì cũng không bàn nè. Thực ra là có 7 buổi nhưng mà thầy thêm 2 buổi này luôn là 9 nè. 7 buổi là quá rồi. Chỉ có bạn này nè, 5 nè. Nếu như ấy là 5 là hôm nay là thầy điểm danh cứ treo nít hoài luôn á. Là hôm nay không vô luôn.
Vậy là mấy bạn này cũng vắng luôn đúng không? Rồi, bây giờ còn có chừng đây thôi. Ghê thiệt. Ai ai nhắn gì? Em có. Thiên điểm danh lại đi. Thiên điểm danh lại giùm thầy cái. Tại vì lúc nãy thầy out ra cái là em điểm danh sau, cho nên thầy chưa có copy á. Thầy out ra rồi nó mất điểm danh rồi. Đây nè, bây giờ của thầy nó mất hết trơn rồi nè. Điểm danh lại, ok. Hoàng Thiên 32. Rồi, chỉ có Hoàng Thiên thôi đúng không? Ủa, không phải. Hoàng Thiên ở trên. Hoàng Thiên cũng chưa nộp bài gì hết trơn luôn á. Rồi xong luôn nghe Thiên. Mấy cái bài quiz thầy mở ra cũng không làm lại, không điểm hết là fail luôn á nghe Thiên. Rồi mấy bạn có điểm đa số là có điểm rồi nè. Đó. Những bạn mà đã điểm danh xong đa số có điểm, còn mấy bạn mà không có bài này luôn là không biết làm sao chấm luôn nè. Còn mấy bạn có bài là thầy chấm điểm đa số là chấm hết rồi đó. Chỉ còn một hai bạn thôi. Ví dụ như là bạn Phương Nam còn chưa chấm nè. Đó, còn thiếu một vài điểm thôi. Những bạn mà chưa có bài nộp bài sau này nộp, cho dù là làm có tốt gì đi nữa thầy cho 5 điểm qua môn đó nha. Chứ không có cái vụ là chấm điểm mà 8, 9, 10 cao như vậy đâu. Thầy ơi, thầy qua cho em link khác em hỏi thầy cái này cái. Rồi ok.
Rồi các bạn mà chưa có hôm trước thầy mở cho các bạn hôm trước thầy mở cho các bạn về cái gì ta? Nộp bài bổ sung của lớp. Tối nay các bạn có học gì không? Dạ có. Cả mấy? Tối học ca mấy mấy em? Dạ em học. Dạ em học từ K1 tới K5, có từ K3 tới Năm rồi. Rồi những bạn nào không học mà chưa chấm bài tối nay vào chấm. Lớp mình cơ bản là chấm cũng gần xong rồi, còn có một vài bạn à. Rồi những bạn này nè, những bạn mà chưa nộp bài á, lên trên cái group của lớp mình, group của lớp mình, tạo cho thầy công quá. Một bài bổ sung 1, 2, 3, 4. Thôi vậy đi để thầy lấy cũng được. Tối nay chấm. À, thầy chỉ nói thêm mấy cái phần chỗ này tí xíu thôi là tối chấm bài, chứ giờ cũng hết giờ rồi. Như vậy cái chỗ mà hồi nãy thầy nói là group by rồi order pay rồi đó, ví dụ như bây giờ mình sắp xếp đi bình thường đúng không, mình sắp xếp sách nè, đó là số thứ tự ngẫu nhiên, số thứ tự ngẫu nhiên. Còn nếu như mình sắp xếp, mình select mà mình có sắp xếp có order pay thì cái số bảng sao của mình nó sẽ sắp xếp tăng dần. Còn nếu bạn đổi cái chữ này thành chữ date à, thì nó sẽ sắp xếp giảm dần tùy theo mục đích của mình mà các bạn sẽ chọn cái câu lệnh sử dụng cái order như thế nào. Còn nếu như mà bạn mặc định không chọn gì hết thì nó là tăng dần, được chưa? Mặc định không chọn gì hết hoặc là chọn ASC thì nó tăng dần. Còn nếu như mà mình chọn là date thì nó giảm dần. Đó là order by sắp xếp. Bây giờ group, ví dụ người ta yêu cầu là tính lương của các nhân viên của phòng, ví dụ như là mình tính tổng lương hoặc là mình tính lương trung bình của một phòng ban nào đó thì mình sẽ dùng group by. Vậy ở chỗ này chúng ta có thể dùng là group by như thế này. Ví dụ khi mà các bạn group by á, có một cái điều lưu ý là cái select của mình phải select những cái trường chung thôi nhé, còn những cái trường mà riêng là nó không có ra đâu. Những cái trường mà riêng mà bạn select trên này là nó không có ra đâu, nó báo lỗi á. Tức là những có cái nào mà chung á, ví dụ như bây giờ mình coi phiếu mượn có cái gì chung để mình ấy không, phiếu mượn, số lượng ngày mượn, số phiếu,
mã số sinh viên, coi thử mã số sinh viên có trùng không. Không có trùng. Ngày trả, ngày trả cũng không có trùng. Không có trùng thì dữ liệu mình làm nó không có ra, nó không có hợp lý. Thẻ sinh viên, bây giờ mình sẽ coi là WD. Rồi ok, đây mình có nhiều lớp nè, mình sẽ đếm thử là có bao nhiêu bạn thuộc từng lớp, có bao nhiêu bạn thuộc từng lớp thì mình thử ha. Mình thử làm hỏi là mỗi lớp có bao nhiêu bạn đó. Như vậy thì ở đây mình sẽ làm cái gì, làm gì, mình sẽ select gì. Select gì đây? Bởi vì mình đếm theo lớp thì nó sẽ xuất hiện lớp và số người của lớp đó. Còn ngoài ra những cái thông tin khác, ví dụ như là tên sinh viên, chuyên ngành, số lượng, email, ngày hết hạn thì chưa chắc là trùng. Nếu mà cùng lớp thì cũng chưa chắc, đúng không? Đúng không nào? Trùng không? Trùng không mấy bạn? Nếu trùng lớp thì có trùng chuyên ngành không? Chưa chắc, đúng không? Cùng một chuyên ngành nhưng mà có thể khác lớp. Cho nên dữ liệu chung chỉ có thể là mã lớp. Bởi vì mình muốn, tí nữa mình muốn rút bay mã lớp mà. Mã lớp. Rồi cái gì nữa? Mình sẽ đếm có bao nhiêu sinh viên. Count. Khao cái gì? Khao mã sinh viên. Khao mã sinh viên. Group by. Group by mã lớp. Đó. Như vậy mình coi thử là trong lớp này có bao nhiêu bạn. Giúp bay mã lớp, khao mã số sinh viên. À, quên, biết thiếu gì không? Biết thiếu gì không em? ROM. Ừ, ROM. ROM, 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 ROM. Thẻ sinh viên. Rồi. Như vậy ứng với mã lớp sao toàn là một không vậy? Select mã sinh viên cao mã lớp chứ thầy. Không, mã sinh viên làm sao nó ra được? Mã sinh viên nó đâu có chung. Thầy coi mã lớp. Mình biết mã lớp mà thầy. Mã lớp có chung không vậy nè? Đâu thấy ai chung ai đâu. Là do nó không chung thôi. Đúng không? Do là mình có dữ liệu nhưng mà nó không chung. Mình tìm cái gì chung đi. Mã ngành có chung không? Thôi, mã lớp bây giờ mình rút về mã lớp. Mình tìm cái gì chung đi. Vào bảng sách đó thầy có cái mã loại chung đó này. Ừ. Bảng sách mã loại chung hồi nãy mình làm rồi. Nãy mình ví dụ rồi. Mình ví dụ mã loại chung rồi. Bây giờ mình để ứng dụng phần mềm hết đi. Không có 0304 nữa. Đó. Rồi có 4 bàn ứng dụng phần mềm nè. Rồi, thẻ sinh viên. Ngành ứng dụng của mình là chung nè.
mình sẽ select chuyên ngành, select chuyên ngành với from thẻ sinh viên group by chuyên ngành. Rồi mình chỉ mới hai cái thôi. Rồi mình có các chuyên ngành ha. Bây giờ mình sẽ đưa thêm từ chuyên ngành này có bao nhiêu sinh viên, mã sinh viên chuyên ngành có bao nhiêu sinh viên. Đó, chuyên ngành ứng dụng phần mềm có 4 sinh viên, được không? Bây giờ nếu mà bạn đưa cái gì khác vô đây, bạn select cái gì khác vô đây, nó sẽ báo lỗi ngay. Ví dụ như là bạn đưa tên sinh viên vô đây, tên sinh viên, tên sinh viên, hợp lý không? Ứng dụng phần mềm Hoàng Trọng Đại, hợp lý không? Ứng dụng phần mềm đâu phải là chỉ riêng bạn Đại, còn bạn Long, bạn Vinh, bạn Duy nữa mà. Vậy dữ liệu này lỗi hay không lỗi? Lỗi hay không lỗi? Lỗi nha. Không xài được dữ liệu này nhé. Bởi vì bạn Hoàng Trọng Đại đâu có đại diện cho ứng dụng phần mềm được. Được chưa? Cho nên chúng ta chỉ có thể chọn làm chuyên ngành, rồi số lượng người của chuyên ngành đó mới là hợp lý. Còn tên sinh viên không có liên quan gì đây trơn. AS số lượng sinh viên, đó được chưa? Số lượng sinh viên được không mấy em? Rồi tối nay khoảng cỡ 7:30 đi, 7:30 thầy nhắn lên group Zalo, thì bạn nào rảnh tranh thủ vô chấm bài. Những bạn mà chưa chấm bài này nè, tranh thủ vô chấm nha, để chúng ta kết thúc cái phần bảng điểm của mình cho xong cho rồi. Bây giờ là mình đã đến lớp 6 rồi đó, thì để thầy tải lớp 6 nữa chấm luôn nha, được chưa? Còn mấy bạn mà không có bài assignment này nè là đã nộp bổ sung chưa? Mở ra để nộp bổ sung luôn nha. Mấy bạn mà không nộp bổ sung là chiều nay khỏi chấm á, chấm nhanh cho rồi chứ còn giờ để lâu mệt quá. Đây 5-6 nè, 1-2-3-4 5-6 nè, assignment. Giai đoạn 1, giai đoạn 2. Hôm trước là cái giai đoạn 1 này là thầy đã mở cho các bạn bổ sung rồi đúng không? Alo. Như có đó thầy. Ừ, có rồi đó, giai đoạn 1 nè. Đây, bổ sung ngày 30 nè. Cách đây là ngày hôm qua đây chứ đâu. Ngày 30, ngày hôm trước. Đó, thì lo mà nộp đi. Đây, ngày hôm trước nè. Rồi, nếu mà tối nay mà bạn nào mà làm xong mà muốn bổ sung nữa thì tối nay chấm luôn, nộp bổ sung luôn. Bây giờ không có mở nữa. Rồi, tối chấm nha. Điểm danh lên đã nè. Lớp mình ngày càng vắng thầy chóng mặt quá. Đây, những bạn này là đang vắng nè, chính xác lại nha. Hôm nay là ngày 2 tháng 12. Nhìn cái danh sách vắng là thấy quá chóng mặt luôn.
Chính xác không mấy em? Rồi ok. Mấy mấy môn khác thì cái số lượng vắng nó có tương đương với môn mình không? Một môn tiếng Anh vắng 18 bạn hả? À, môn tiếng Anh vắng 18 bạn hả? Đây sĩ số nè. Coi thử cái này lớp mình đây là vắng bao nhiêu bạn đây. Vắng 16 bạn. Vậy là đỡ hơn không? Khủng khiếp đấy. Tính ra là môn của mình là đỡ nhất trong 5 môn mà học kỳ này em học rồi. Không hiểu luôn, không hiểu là lý do gì luôn. Các bạn cũng phải nói một tiếng thử tại sao chứ. Tự nhiên cái vắng, không hiểu lý do luôn. Chắc là lớp mình các bạn chuyển ngành hay là các bạn không 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 muốn học đúng không? Chứ còn nếu mà lý do về lớp thì chắc cũng không không có nhiều, cũng có thể một vài bạn thôi chứ đâu mà nguyên lớp. Đăng ký học lấy giấy nè. À, lấy giấy nghĩa vụ quân sự hả? Sao đứng luôn rồi. Ủa, AV sáng nay bị gì? Chờ các bạn nào nghỉ thì nghỉ đi. Dạ em chào thầy. Ừ rồi, bye bye. Chào thầy. Ừ.